cổ cây, qua lăng kính trẻ thơ. Cây trồng vào đất là hết sức bình thường phải không các con? Nhưng trong tự nhiên, các cây còn thích nghi để sinh tồn nữa đó. Thay vì trồng trong đất, hôm nay chúng ta cùng các bạn nhỏ lớp lá 1 trồng các củ hành tím trong nước nhé. Và cách trồng trong nước như thế này được gọi là trồng cây thủy sinh đó các bạn à. Một điều thú vị là chúng ta có thể trồng những cây thủy sinh này trong nhà để trang trí cho ngôi nhà thêm xanh mát và đẹp hơn. Chúng mình hãy làm cùng ba mẹ khi ở nhà nhé. Nào, chúng ta cùng trồng cây thủy sinh thôi. The love is true. You always stand by my side. I don't wanna say goodbye. You make me cry, make me smile.